kèo Hùng Bình Định KK 3.4. Hey, anh. Hùng Bình Định KK lợi bơm. Lợi bơm đã gia nhập bộ ba quá ghê gớm. Thấy lợi đẳng cấp không? Vũ. Thấy lợi đẳng cấp vào bộ 3.4 thôi. Quá hay. Tốt. Đây là top 5 máy nhét của làng bóng chuyền Việt Nam. Top 5 cầu thủ chọi bóng hay nhất. Tốt. Dội bom. Bốn bay.
Đấy, vật là ngoài đỏ này. Tám mười. Mười một tám. Cho cầu thủ 1m62. Kèo này là Hùng 1m62, đôi công chấp 2 càng. Bên kia 4 người. Quá hay. Ca. Đó là một pha bóng đẹp. Bình luận theo phong cách bình luận viên Quang Tùng. Quang Huy chứ. Bình luận theo phong cách bình luận viên Quang Huy. Đó là một pha bóng đẹp. Hết.
11, 13. Ngoài. Ui, ngoài. Ngoài. Ui, cái này. Không điều được này rồi. Hay à, tiếng được bạn này anh có. Tôi không biết tôi hay lúc nào. Tiếng được bạn này hay à? 14, 11. Anh đá luôn mày. Thứ gì vậy nổi. Vâng, theo phong cách bình luận viên Quang Huy, đó là một pha bóng đẹp. Mười hai, mười lăm. Đập bóng tốt của cầu thủ 1m62.